Loạt cầu thủ Campuchia lên tiếng ngông cuồng, dọa dẫm U22 Việt Nam tại SEA Games 32, cả Đông Nam Á bật cười. Campuchia chính là đội chủ nhà SEA Games năm nay, do vậy họ được nghiễm nhiên ngồi vào nhóm hạt giống số 1 cùng với đương kim vô địch là U22 Việt Nam. Vì là đội chủ nhà nên năm nay U22 Campuchia đã chuẩn bị khá là kỹ. Trước giải đấu, các chuyên gia cũng đánh giá là có tiến bộ. Tuy nhiên, có vẻ như nhận được một vài lời đánh giá tích cực của các chuyên gia trong khu vực đã khiến Campuchia trở nên cực kỳ ảo tưởng về sức mạnh của mình. Sau, huấn luyện viên của họ đã tiếp tục đến lượt các cầu thủ Campuchia đưa ra những lời nói ngông cuồng. Đối với tôi, những đối thủ cùng bảng U22 Campuchia đều là những đối thủ mạnh. Chúng tôi không thể đánh giá thấp họ. Điều chúng tôi cần phải làm là lọt vào vòng chung kết và lên ngôi vô địch, đội trưởng Campuchia đã chia sẻ. Anh nói thêm, trình độ của U22 Campuchia tương đương với những đối thủ ở SEA Games 32. Chúng tôi đang triệu tập và cũng như tập luyện rất là tốt, nhưng còn cần điều chỉnh để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Siang Chanthi được xem là một cầu thủ, là thủ quân của U22 Campuchia với mục tiêu là giành huy chương vàng. Điểm mạnh của Campuchia là chúng tôi đã thi đấu gắn kết với nhau và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi tin năm nay chúng tôi sẽ giành được chức vô địch. Tiền đạo của câu lạc bộ Bangkok cũng đã cho biết, anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được thi đấu tại quê nhà. Anh hy vọng sẽ có nhiều cổ động viên Campuchia tới cổ vũ cho anh và các đồng đội. Đó là nguyên văn những phát ngôn của người sao số 1 bóng đá Campuchia. Những lời chia sẻ của tuyển thủ nước nhà ngay lập tức trở thành một tin tức nóng. Người hâm mộ khu vực đã không thể kìm nổi và để lại nhiều bình luận. Một nickname là Chansaman đã viết, cầu thủ Thái Lan thì cũng không dám tuyên bố sẽ vô địch SEA Games. Những cầu thủ của Campuchia thì dám, các bạn rất tự tin, chúc các bạn thực hiện được giấc mơ này. Người hâm mộ Myanmar mỉa mai, thật buồn cười, bóng đá Campuchia đang bị hoang tưởng rất nặng. Từ vị huấn luyện viên cho tới cầu thủ của họ đều nghĩ họ là số 1 Đông Nam Á. Không chỉ có khán giả khu vực, chính một số khán giả Campuchia cũng đã ngào ngán chia sẻ. Tôi không hiểu nổi anh ấy nói gì, chúng tôi là đội chủ nhà nhưng cần phải khiêm tốn và biết mình ở đâu. Thật xấu hổ khi huấn luyện viên đến cầu thủ của chúng tôi đều nói những điều này. Trước đó trả lời phỏng vấn của báo Khmer Times, vị huấn luyện viên Honda cũng đã cho biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp U22 Campuchia giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với bóng đá Campuchia, kể cả trong tương lai. Nếu không đạt mục tiêu đó, tôi sẵn sàng rời vị trí huấn luyện viên trưởng. Để thực hiện điều đó, ông Honda đã tích cực giành quân cho Campuchia và cố gắng truyền đạt cho các học trò những kinh nghiệm mà ông đã có được khi còn thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, nhiệm vụ này thì không hề dễ dàng một chút nào. Và việc cạnh tranh với Việt Nam hay Thái Lan, thậm chí là Malaysia lúc này gần như là không tưởng đối với bóng đá Campuchia. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải thận trọng với đội chủ nhà thường giúp đỡ bởi những bàn tay vô hình. Tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn khi sang Campuchia thi đấu. Thời tiết ở Campuchia về cơ bản khá giống với thành phố Hồ Chí Minh hoặc khu vực phía Nam. Cuối tháng 4, thì U22 Việt Nam sẽ cùng với các đội bóng khác chính thức xuất trận tại SEA Games 32 trong thời tiết đối thủ là điều không hề dễ dàng bởi nhiệt độ ở đây luôn ở mức cao là 35 lên tới 40 độ C. Vì khắc nghiệt nên sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực là điều mà U22 Việt Nam cần lưu ý. Để có thể thích ứng, ông Trujillo đã thống nhất đưa toàn đội vào Bà Rịa Vũng Tàu để tập huấn. Sẽ rất khó khăn nếu U22 Việt Nam sẽ cùng với chiến lược gia người Pháp không chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đối phó với thời tiết tại SEA Games 32. Cần nhắc lại rằng, tại Doha Cup vừa qua, bên cạnh vấn đề chuyên môn, kinh nghiệm U22 Việt Nam cũng đã gặp khó khăn lớn về thể lực khi trôi tốt nhất trong khoảng 60-70 phút. U22 Việt Nam tại SEA Games 32 đã rơi vào một bảng đấu rất khó nhằn vì nằm cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Đối đầu với Thái Lan, Malaysia vốn không dễ dàng, các đối thủ còn lại cũng là một ẩn số, đặc biệt với U22 Lào. Đừng quên, những năm gần đây, cầu thủ trẻ của đất nước Triệu Voi đã chơi rất tốt trong các giải khu vực, thậm chí là vào chung kết U19 Đông Nam Á 2022. Nhờ những gì thể hiện tại Doha Cup, đương nhiên thì đó vẫn chưa phải là một thước đo chính xác nhất về U22 Việt Nam, nhưng về cơ bản, đội bóng của ông Trujillo cần cải thiện rất nhiều trước khi bước vào SEA Games. Đương nhiên, một khi bóng chưa lăn và việc các học trò có những thay đổi việc được ra sân thường xuyên tại V-League là cơ sở cho ông Trujillo cải thiện diện mạo của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Tin vui cho đội tuyển của chúng ta là Thái Lan cũng đang gặp nhiều khó khăn trước thềm SEA Games. Theo kế hoạch, U22 Thái Lan sẽ triệu tập chuẩn bị từ ngày 11 tháng 4. Trong khi đó, tiền vệ là Ivan Dolo đã được phép tập trung muộn. Tuy nhiên, một thông tin không vui khi đã đến. Trong trận đấu giữa Buriram United và câu lạc bộ Lampang diễn ra tháng 2-0 vào tối ngày 9 tháng 4, cầu thủ này đã phải tập tễnh dưới sân. Theo tờ SMM Sport, thủ quân U22 Thái Lan đã bị đứt dây chằng mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu 4 cho đến 6 tuần. Với chấn thương này thì anh sẽ phải sớm nói lời chia tay SEA Games.
Trước đó, Thái Lan cũng đã không có sự phục vụ của tiền đạo trẻ Suvarnabhumi. Truyền thông Thái Lan tiết lộ, ngôi sao 20 tuổi đang chuẩn bị khoác áo Leicester City ở Premier League. Cầu thủ này được xem là thần đồng của bóng đá xứ sở chủ vàng. Việc vắng mặt cả tiền vệ chủ chốt và thủ quân sẽ là một cú sốc lớn đối với U22 Thái Lan. Anh sẽ là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng xứ sở chủ vàng. Mặc dù ngôi sao hàng đầu, nhưng mục tiêu của người Thái là không đổi. Truyền thông Thái Lan cho hay, Liên đoàn bóng đá nước này đã đăng ký chỉ tiêu thành tích cho các đội tuyển bóng đá quốc gia tại SEA Games 32. Trong đó, đội tuyển U22 đã nhắm tới chức vô địch. Điều này là điều dễ hiểu khi mà Thái Lan đang là đương kim Á quân, đồng thời cũng là đội giàu thành tích nhất với 16 lần đăng quang. Chưa kể hai kỳ AFF Cup gần đây nhất, họ đã đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á và năm nay thì muốn giành vị thế ở đấu trường SEA Games. Dưới sự dẫn dắt của vị huấn luyện viên Sri Taro, U22 Thái Lan đã tập trung từ ngày 14 tháng 4 với những cầu thủ được câu lạc bộ chủ quản cho phép. U22 Thái Lan đã hội quân sớm. Theo lý giải của ông Sri Taro thì đây sẽ có thể là một thời gian rà soát và thẩm định chất lượng các cầu thủ. Mặt khác có thời gian nhồi thể lực cho các cầu thủ bước vào vòng bảng SEA Games dự kiến đá vào lúc 16 giờ dưới thời tiết nắng nóng. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã đạt chỉ tiêu cho đội nhà là vào chung kết, song người hâm mộ muốn thấy thầy trò vị huấn luyện viên Elam Farasan chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài 12 năm. Ông thừa nhận cùng với bảng đấu là đương kim vô địch Việt Nam và đội giàu thành tích Thái Lan, đây sẽ là một thách thức rất lớn, song tự tin cùng với các học trò sẽ đạt được mục tiêu. Ở bảng A U22, Indonesia sớm công khai mục tiêu vô địch SEA Games sau 32 năm chờ đợi, lấy huy chương vàng SEA Games để chữa lành vết thương 6 lần về nhì tại AFF Cup, cũng như là vừa bị tước quyền đăng cai World Cup U20. Để thực hiện mục tiêu, thì U20 Indonesia dưới sự huấn luyện của vị huấn luyện viên Indra thì đã có 43 cầu thủ đang được hội quân. Cùng với đó, Liên đoàn bóng đá Indo cũng đã liên hệ thành công hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Ahan và Marcelino về đá cho SEA Games. Thầy trò vị huấn luyện viên Indra sẽ có tổng cộng 4 trận đấu giao hữu. Đó là những thông tin về đội chủ nhà Campuchia và đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Tất cả các đối thủ thì đều đang có những sự chuẩn bị khá kỹ, hứa hẹn một giải đấu hết sức nóng bỏng trong thời tiết nắng nóng tại Campuchia.